Bước 1. Chuẩn bị nguyên liệu. Ta chọn những quả chuối chín, sau đó bóc sạch vỏ. Bước 2. Ta xếp nguyên liệu vào khay sấy, sau đó xếp vào máy. Bước 3. Đóng chốt cửa tủ, sau đó cài đặt bảng điều khiển. Đối với sấy hoa quả, ta để nhiệt độ 60 độ. Cài đặt thời gian ở 15 tiếng. Và cuối cùng, đó là bật nút khởi động. Ta kiểm tra chuối sau 3 tiếng sấy. Và như mọi người đã thấy, chuối đã bắt đầu dẻo và chảy mật. Với thiết kế hai quạt đối lưu khí nóng giúp lan tỏa đều nhiệt vào mỗi khay giấy, nguyên liệu sẽ liên tục được tiếp xúc với hơi nóng. Ống hút và các lỗ thông hơi được lắp đặt để hút độ ẩm trong buồng làm việc, giúp cho thực phẩm được khô đều và chất lượng. Và đây là thành quả của chúng ta sau 15 tiếng sấy. Chuối phải đảm bảo được độ dẻo, vàng đều, không bị khô cứng hay cháy đen. Đảm bảo được vị ngọt của mật chuối, không bị đắng, giúp giữ được hương vị và dinh dưỡng của chuối. Như mọi người đã thấy, với máy sấy thực phẩm đa năng thì việc sấy khô trở nên vô cùng dễ dàng.